Chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục gặp lại các bạn với chủ đề cây cân này, chủ đề cây cân đồng hồ. Nhưng mà clip trước thì mình hướng dẫn các bạn, chia sẻ các bạn là sửa cân từ cân non, sửa lại cho nó đúng, trở lại cho nó đúng, từ cân già sửa trở lên cho nó đúng. Còn hiện tại bây giờ mình sửa cái cân này, cái bệnh là mình cũng không biết gọi là bệnh gì nữa các bạn. Hồi đó thì mình cũng sửa mấy chục cây thế này rồi, chứ mình cũng chẳng biết gọi là bệnh gì, mà mình chỉ nói là cái bệnh này là từ trên cao rơi xuống thôi đó. Hay hoặc giả là cái bệnh là không có chỉnh được song bằng, tức là cái kim của nó không có trở về số 0 được đó. Các bạn nhìn thấy mình chỉnh nè, đây chỉnh không được đó, các bạn thấy kim chỉnh vẫn đi, nhưng đi đến một lúc nào đó thôi, nó đâu có đi hoài được các bạn. Rồi tới đây đã hết răng, đã gần tụt răng nè, nè hết răng luôn, gần hết răng luôn, gần xúc ra luôn mà nó dẫn tới đó thôi, rồi làm sao chở gì được số không đó. Mà mình cũng cái người mà ta đem lại sửa, ta không biết vậy là ở trong trong ruột gan nó giống nó bị hư cái gì giống, nhưng mà thực tế căn nhảy dẫn tốt rồi các bạn. Nó các bạn nhìn thấy không, kim nhịp là có quán tính đàng hoàng, nhảy rất là tốt đó. Mà không xài được. Mình đây cũng sửa mấy chục cây rồi, nhưng mà thật sự mình nói với bạn, mình sửa, mình ăn tiền mình cũng cảm thấy sao đâu. Tại vì nó thực tế là người không biết thì quá khó đi, nhưng mà đối với mình thì quá đơn giản. Nhưng mà không lẽ mình mướn nhà ra rồi mình công mình học thợ, mình làm thợ thầy, mà bây giờ mình đi sửa giùm không thì mình lấy gì mình sống. Cho nên mình cũng ăn một vài chục ngàn thôi, nhưng mà bà con rất là cảm ơn. Nó nói đúng này này, đúng ra mà gặp mấy thằng thợ mà nó không có tâm thì nó ăn căn nhỏ này nó ăn 50 ngàn, căn lớn ăn 100 ngàn thì các bạn vẫn chịu thôi. Tại vì các bạn nhớ là đa phần đang bán đứng ở độ cao rồi nó rớt xuống đó, rớt xuống là nó bị gì liền, chắc chắn là bị gì liền. Mà trong khi các bạn đang bán rồi cái căn nó bị gì là làm sao bán, phải dục ngang, phải chạy đi mua căn mới. Mà cái căn nhỏ vậy thì nó còn rẻ tiền các bạn, còn mấy trăm, ở lớn hơn nữa thì nó 500-700 triệu ngoài nữa. Các bạn thấy bỏ đi rất là phí, mà không đi mua căn mới thì lấy gì mà xài, trong khi đang bán rất là cấp tốc. Cho nên mình hướng dẫn các bạn clip này rất là quan trọng các bạn, rất là có lợi ích cho các bạn. Nếu các bạn biết là các bạn sẽ sử dụng sau này khi mình gặp tình huống này, hoặc giả là có bà con dòng họ trình sớm gì đó, mình sửa giùm cho người ta thì người ta rất là mang ơn các bạn. Mình sửa mình ăn tiền mà họ mang ơn dữ lắm luôn, tại vì họ đang gấp mà, nó rất cần, mà giờ chạy đi mua cái căn thì nó rất là tốn tiền. Cho nên từ chỗ đó mà mình thấy thôi vậy thì tốt hơn thôi, vì giờ để mình chia sẻ với anh em, mình hướng dẫn anh em sửa đi. Chứ mình sửa thì thật sự là mình sửa là mình ăn cái ăn tiền công, là công biết đó. Ăn tiền công biết, chứ thật sự thì nó không khó, nó không cực gì hết. Mình ăn là ăn tiền biết. Nhưng bây giờ thì mình quyết định là mình hướng dẫn cho các bạn anh em. Nếu các bạn anh em nào có thích video mình theo dõi thì theo dõi nhiều video, mình cũng ra nhiều video lắm, nhưng mà nói nhiều chủ đề khác nhau. Kênh của mình ra nhiều chủ đề khác nhau, từ cái khó tới cái dễ, tới cái đơn giản, cái mẹo vặt cuộc sống. Nhưng mà nói chung ra thì cái nào có lợi ích cho bà con thì mình mới làm. Nếu các bạn mà bà con các bạn mà có lợi ích làm được thì mình cũng rất mừng các bạn. Chứ còn bây giờ các bạn thấy gì, các bạn sửa sao? Theo các bạn bây giờ thấy cái căn nó gì, các bạn sửa thế nào đây? Trong khi để đầu lạnh căn thì nó vẫn đúng á. Nếu mình tính theo cái khoảng dao động của nó, một mắt như là 100 gram thì mình điếm mắt nhiêu mắt thì xỏ ra là căn này nó vẫn đúng á. Nhưng mà nó nằm gì ai chịu, nằm gì mình biết sao mình căng, không có ai chịu đâu. Mình bán mà gặp gì là không ai mua đâu đó. Cho nên các bạn không biết. Còn đem đi ra thợ thì hồi đó mình có đem cho ông thợ ông sửa, lúc đó mình chưa làm thợ, mình còn trẻ, đem cho ông thợ ông sửa, ông không biết sao ông sửa hết á. Rồi ông nói để cho ông đem về, còn ông đem về ông tháo banh chành, ông tháo là hư cái căn, ông giáp là không được luôn. Mà thật sự cái căn này tháo ra thì rất là khó giáp lại các bạn. Mình làm đã lâu rồi nhưng mà mình tháo ra mình còn ngán. Nên các bạn không biết cái này mà các bạn lại tháo bung ra là cái như bỏ cái căn luôn. Nhưng mà thật sự nó rất đơn giản.
Thôi bây giờ nói nhiều hoài, bây giờ mình tiến hành là mình chỉ các bạn làm đi. Để nói nhiều quá. Rồi bây giờ các bạn hiểu không? Bây giờ chỉ các bạn thì các bạn phải hiểu nguyên lý, nguyên tắc của nó thì các bạn mới hiểu được cái vấn đề. Tự nhiên mà vô mà dạy các bạn sửa thì nhiều khi các bạn không nhớ được lâu. Nhưng mà phải có nguyên lý của nó. Bây giờ đầu tiên là sao? Cái căn khi mà ở trên cao nó rớt xuống, thì cái lò xo nó giãn rất là nhanh. Đó. Tức là cái vòng quay của cái kim này nó rất là nhanh. Nhưng mà theo quán tính thì cái kim nó sẽ quay theo không kịp với cái sức mà sức rớt quá 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 nhanh, quá đột ngột. Cho nên cái quán tính của nó này nó có xu hướng nó ở lại. Cho nên nó làm lệch đi, nó làm lệch đi với cái bản chất là đúng đắn của nó. Thay vì nó nằm ở, bây giờ nó nằm ở đây. Nhưng mà khi căng nó rớt xuống về nó quay cái quá nhanh vậy. Mà cái kim này thì nó có cái hướng là có cái quán tính, nó sẽ không đi theo kịp, cho nên nó bị lệch, nó trượt lại. Mà các bạn biết ở trong cây căn thì đây mình thí dụ giả dụ đây là cây cốt này nó có liên quan tới cái lò xo đó. Khi lò xo giãn thì nó sẽ kéo cái nhông thẳng, nó làm cho quay cái trong nhông tròn thì nó bắt vô dưới cây cốt như thế này đó. Các bạn thấy nó quay không? Thì rớt xuống nó quay như vậy cái đó. Mà nó quay như vậy là đây mình giả dụ đây là cái bánh răng để mà nó bắt vô dưới cái cốt lò xo đó đó. Thì bây giờ nó sẽ dao động thế này, nó dao động quá nhanh như thế này thì nó sẽ bị tuột các bạn. Tại vì ở đây là người ta đóng cái cốt để đóng côn vô dưới cái nhông này. Nhưng mà bây giờ cái nhông này nó quay quá nhanh mà cái cốt này nó quay theo không kịp thì nó sẽ trượt. Các bạn thấy không? Đây nó sẽ trượt. Không biết mình nói vậy các bạn có dễ hiểu không? Bây giờ mình nói lại. Đây là cây cốt. Đây là cái đầu kim bắt vô cái cốt. Trong này nó có cái nhông. Khi cái nhông quay thì cái cốt sẽ quay. Nhưng cái này cái nhông nó quay quá đột ngột, cái cốt nó quay theo không kịp vô quán tính của nó, cho nên nó bị trượt. À, nói này cho các bạn dễ hiểu. Cho nên nó bị trượt. Như vậy là nó chỉ lệch kim, nó bị trượt thôi, chứ hoàn toàn nó không có hư gì hết. Hoàn toàn tất cả ở trong đây đều hoạt động trơn tru và đúng. Không, hoàn toàn không có hư hao gì hết. Đó. Rất đúng, nhưng chỉ có cái nó lệch kim thôi. Như vậy lệch kim mình muốn cho nó hết lệch kim mình làm thế nào? Đây mới là một việc nữa. Hết lệch kim thì đây là đơn giản nhất, là các bạn nhìn tôi làm. Mình tháo cái nắp này ra, các bạn tháo nắp nhựa ra đi. Đó. Đây các bạn nãy thấy mình chỉnh rồi đó. Chỉnh nó không bao giờ trở lại số 0 được, nó quá xa đi. Trong khi cái căn tiêu chuẩn chỉnh của nó thì chỉ một khúc độ vậy thôi. Nhưng mà nãy nó quá xa là không bao giờ chỉnh được. Nó bị lệch kim. Đó. Thay vì bây giờ mình làm sao? Mình sẽ tháo con ốc nhỏ ở đây ra. Mình sẽ xây cái kim này lên. Các bạn thấy không? Tháo ốc nhỏ ra, xây kim lên, bỏ ốc nhỏ dặn lại. Nhưng nó không khả thi. Bởi vì sao? Bởi vì cây cốt này nó là cái cốt vuông. Cái lỗ của cái kim này cũng là cái lỗ vuông. Là khi xây, các bạn xây chỉ được 45 độ. Đó, các bạn thấy không? Các bạn chỉ 90 độ chứ. Các bạn chỉ xây được 90 độ tại nó lỗ vuông. Thí dụ nó nằm thế này thì các bạn xây lên tới đây. Mà các bạn là không có xây lại tới đây được. Tại cái lỗ nó lỗ vuông. Nó cái lỗ vuông thì nó phải xây như thế này. Cho nên nó không khả thi lắm. Đây, để mình làm cho các bạn xem. Không, bây giờ mình nói thôi. Hỏi đi. Thay vì các bạn tháo con ốc này ra để các bạn xây kim mà các bạn dặn lại. Nhưng mà cây kim này nó chỉ có 4 chỗ để nó nằm. Đây nó nằm như thế này. Thì nó phải nằm vuông góc lại thế này. Nó phải nằm lại thế này. Nó phải nằm lại hướng này. Chỉ vậy thôi. Còn thí dụ bây giờ nó sai lệch mà như vậy là nó nằm ngay số 4 này nó mới đúng thì làm sao được? Phải không các bạn hiểu chưa? Đây, các bạn hiểu tôi nói không? Đây là cây kim, nếu mình tháo ốc ra mình chỉnh lại thì nó chỉ có được 4 góc độ thôi. Cây kim nằm thế này thì chỉnh lại vuông góc lại như nó thế này, và chỉnh
thẳng hàng thế này và chỉnh vuông góc nó thế này, chỉ được có 4 chỗ chỉnh thôi. Nhưng mà 4 chỗ chỉnh này mà thí dụ nó không đúng, nó không đúng với nó không đúng ngay số 0 này mình làm sao giờ? Nó cho nên cũng không được. Nó cũng hên xui. Nếu mà gần thì được, mà xa gần thì mình còn chỉnh thêm cái này, tinh chỉnh cái này thì được. Nhưng mà xa quá như thế này thì không thể được. Bây giờ sao? Rất đơn giản các bạn. North Tower. À. Rất đơn giản. Sao? Đè cái giá căn này thật là cứng tay xuống. Các bạn thấy chưa? Đè thật là cứng tay xuống như thế này. Các bạn cứ dặn, tại nó trượt được thì nó trượt đi được, thì bây giờ mình dặn trượt ngược về thì cũng vẫn được thôi. Đây. Đó. Các bạn thấy nó về được một chút rồi. Dặn nữa. Đây. Nó trượt đi được thì nó trượt về được thôi. North Tower. Đây. Đó. Các bạn thấy nó về được chưa? Gần tới rồi đó. Giờ các bạn tinh chỉnh là nó tới rồi đó. 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 Cho nó thêm miếng nữa đi. Các bạn nhớ nhận tay cứng, cứng xuống để làm gì? Đó, các bạn thấy không? North Tower. Đó, các bạn thấy không? Rồi, bây giờ là trở lại căn xe bình thường, đúng bình thường thôi. Đây. Hết sức là đơn giản. Nếu các bạn biết. Thấy chưa các bạn? Rất là ok. Đây, trở lại song bằng. Tại vì nó trượt được. Đây mình thí dụ nó trượt như vậy, thì bây giờ mình dặn trở lại như vậy. Đồng ý nó hơi cứng, nhưng mình phải nhận cái tay đây thật cứng là mình dặn nha các bạn. Đó. Tại vì cây cốt nó là rất là trơn, cốt nó bằng inox. Rất là trơn mà nó tròn chứ nó không phải vuông như chỗ gắn kim này, chứ nếu vuông chỗ này thì làm sao trượt được. Nhưng mà nó trượt ở trong, trượt trong cái nhông ở trong với cây cốt ở trong, bên trong cây căng. Đó. Cho nên nó trượt. Người ta côn rất là cứng, nhưng mà thực tế mình căng như vậy thì nó không thể trượt được rồi nè. Đó. Mình để nhẹ nhàng vậy là nó không thể trượt, nhưng mà với cái sức nặng của cái căng mà nó rớt xuống rất là nhanh. Đó, nó làm đột ngột cho nên nó mới trượt. À, vậy các bạn. Rồi các bạn thấy video này hay, thích mình thì cho mình một like các bạn. Và bấm đăng ký kênh cho mình. Để sau này, bấm chuông luôn các bạn. Sau này thí dụ mình có ra clip mới thì YouTube sẽ đề xuất cho các bạn biết là mình làm video để các bạn xem cho nó kịp thời các bạn. Chào các bạn. Tạm biệt các bạn nha.